Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ở trên tay mình đây là một cái bo này là để gắn cái dây ổ cứng. Cái bo này nó gắn cái dây ổ cứng. Thì cái tình trạng khi mà cái bo này nó gặp trục trặc thì cái máy nó sẽ có cái hiện trạng là khi mà máy nóng lên ha thì nó sẽ sụp nguồn. Và nó giống như là nó cứ muốn khởi động lại máy nhưng mà nó khởi động không được. Và các bạn nếu cái tình trạng này thì các bạn để cho máy nó nguội đi thì bật lên chạy bình thường ha, hoặc là khi mà chạy thì các bạn kết hợp với cái quạt. Nếu các bạn mà không có độ thay thì các bạn sẽ xử lý cái đó để cho mình làm việc cho nó trơn tru cái đơn hàng khách hàng ha. Còn cái máy tình trạng cái khi mà bị tình trạng này thì các bạn biết đó là nó sẽ sụp nguồn xuống và sau đó nó sẽ báo SC818. Thì ở đây cái bo này thì mình hỏi cho anh Hiếu thì anh nói là cứ tạm gọi là bo xử lý ổ cứng hay là bo gắn ổ cứng thì nó sẽ gắn cái dây ổ cứng vào. Đây, vị trí của cái bo này nó nằm ở trong cái hộp bóc. Nó nằm trong hộp bóc ha. Thì cái vị trí của nó đây là cái vị trí của cái bo nè, cái bo xử lý ổ cứng ha, cái bo hay là cái bo gắn dây ổ cứng. Thì đây các bạn thấy đây là cho nên là cái ổ cứng ha. Thì nó sẽ gắn cái sợi dây này nó vào gắn vào đây. Thì nó sẽ tương đương với lại ở cái này. Đây. Ha. Thì khi mà tháo cái này ra thì nói chung là khi mà mình tháo ra, đây là lần đầu tiên mình tháo ra luôn. Nên là cũng sẽ rất là rối khi mà tháo ha, nhưng mà mình sẽ phân tích ra. Khi mà các bạn đụng tới những cái mạch này thì các bạn cần cẩn thận. Thứ nhất là khi các bạn dây nè. Thông thường đối với những cái bộ dây nguồn của ổ cứng như thế này nè thì nó rất là dễ bị bứt ha, tại do nó nóng lâu ngày nó bị cứng á, rất là bứt. Các bạn gỡ ra rất phải nhẹ nhàng cẩn thận ha. Hoặc là đa số một số cái mạch điện như thế này thì các bạn nên gỡ ra theo đúng cái chiều chốt của nó. Ví dụ những sau này những gỡ những cái nút chốt này thì mình sẽ gỡ ra thì có tự ha. Thì đây là lần đầu tiên mình thay cái này nên là mình chỉ quay những cái bước để mình thay thôi ha. Nếu mà trong quá trình đó nó có vướng gì thì các bạn hết sức thông cảm, tại vì đây là lần đầu tiên mà mình thay cái bo này. Và với lại các bạn biết là nếu cái tình trạng này thì hầu như là rất là ít khi gặp. Mình đã sử dụng máy rất là nhiều năm rồi, 10 năm và mười mấy năm rồi ha, sử dụng hai cái máy mà nó không có bị, không dễ gì mà nó bị cái tình trạng này đâu. Thì do đây đó, bữa nay cái máy này nó bị trục trặc cái này nên là mình muốn quay cái video cái clip lại. Nếu mà bạn nào cũng gặp tình trạng thế này thì các bạn biết ở đó là do cái bị lỗi ở cái bo này ha. Lỗi cái bo này là các bạn đặt hàng về, các bạn tự xem cái video của mình rồi các bạn sẽ thay thế được ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra nha. Bây giờ mình sẽ tháo cái bát sắt này ra. Bên đây có hai ốc này. Đây, đầu tiên trên đây các bạn sẽ thấy nó có hai ngóc trên đây nè. Cái bát sắt này nó sẽ có hai ngóc trên đây với lại một con ngóc nằm chỗ này. Thì sau đó các bạn mở ra thì nó sẽ lắc ra được như thế này. Thì các bạn thấy ở chỗ này nó có cái nối mạch điện giữa từ cái men này với lại cái bo này. Thì mình sẽ dùng cái tay các bạn chặn đây nè ha. Các bạn chặn ở đây để các bạn lắc ra. Các bạn lắc ra thì nó sẽ ra như thế này ha. Và chúng ta đã tháo được cái men này ra nè ha. Tháo được cái men xử lý này ra và chúng ta để qua một bên trước khi mình tháo hai sợi dây điện này ra nè. Đây, mình tháo sợi điện ra, mình tháo sợi dây ở trong ra luôn đây này ha. Rồi tiếp đến ở trong đây nó có mấy cái mạch điện nhỏ như thế này nè, mình cũng tháo ra luôn. Trong đây nó có mấy cái chốt chặn, mình lấy cái tu vít đó mình nảy nó ra, mình nảy nó ra thì mình sẽ gỡ nó nhẹ nhàng thôi ha. Đây. Đó. Ba cái mạch điện này. Rồi. Tiếp đến mình sẽ tháo cái mạch này ra nè. Cái mạch này nó cũng liên kết. Cái mạch này mình thấy nó cũng liên kết với trong cái này. Đây nè, các bạn thấy không? Mạch này nó cũng liên kết với trong này. Rồi, mình tháo cái bệ sắt này ra nha. Cái bệ sắt thì nó có men ốc phía bên đây thôi, các bạn sẽ thấy được. Các bạn sẽ thấy được là nó có men ốc nè, 1, 2,
3, 4 và 5. Sau đó mình sẽ lấy cái bệ sắt này ra nè. Và tiếp đến để mình lấy được cái men này thì mình sẽ tháo con ốc này. 1, 2. Hình như đây nó có chỉ có 2 ốc thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tháo con ốc này ha. Đây, bây giờ nó tháo hai ốc này ra. Bây giờ ấy nè, bây giờ các bạn cũng giữ cái này, các bạn lắc nhẹ ra thì nó sẽ ra cái này. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ tìm cách, chúng ta sẽ tháo cái bo này ra. Thì bây giờ cái bo này thì mình thấy ở đây nè nó có một con ốc ha. Ở đây mà có một con ốc, hai con ốc, ba con ốc, thì mình tạm thời mình tháo ba con ốc này ra trước đã. Này, mình tháo ốc này, tiếp đến là con ốc này ha. Rồi, thế bây giờ mình coi như thế nào. Hình như nó còn dính ở phía sau. Mình thấy nó đang còn dính ở phía sau. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ này ra. Để mà gỡ phía sau được thì mình sẽ gỡ cái bộ giữ bát bên đây nè. Cái bộ bảo vệ, cái men lên đây. Thì mình sẽ tháo ra. Một ra ra mục đích để mình bỏ mới mở được cái bộ bóc này ra. Rồi sau đó chúng ta đẩy ra, chúng ta coi nó làm sao. Thì tháo ở đây ba con ốc thì các bạn thấy trong đâu nè, trong đây nè, nó còn một con ốc, hai con ốc. Thì dưới đây nó còn một con ốc nữa, đây là dưới đây con ốc. Giờ mình sẽ tháo hai con ốc này ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắc nhẹ thử, mình coi thử nó ra được chưa. Nó còn dính một cái con ốc phía sau nữa à, sau khi mình lấy rồi thì nó còn dính một con ốc phía sau đây. Phía sau này nó còn liên quan tới cái men này nữa. Thì mình sẽ gỡ cái men này ra luôn. Cho nên nó có cái sắt này à, mình gỡ sắt này ra, mình gỡ cái miếng bảo vệ này ra đi. Đó, nên mấy cái này chúng ta sẽ làm từ từ. Chúng ta sẽ có những cái nó sẽ liên quan với nhau. Trong đây nó còn một ốc. Rồi, chúng ta gỡ lên, chúng ta gỡ cái này. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ gỡ cái bộ bảo vệ của cái men sau này ra. Rồi sau khi mở xong ha, chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ đưa lấy cái này ra. Còn đây một con ốc nữa. Thì ở đây, trên đây muốn tháo ra, trên đây nó có sợ một cái tắc điện. Chúng ta tháo tắc điện ra luôn. Rồi, vì vậy đây chúng ta sẽ thấy cái men này. Và cái men này nó sẽ có liên quan tới cái bo này luôn. Đây các bạn thấy nè, nó sẽ có cái bo chỗ này đúng không. Rồi bây giờ để mình lấy thì mình sẽ tháo. Tạm thời mình sẽ tháo cái men này ra. Mình tháo cái men này ra để mình lắc. Mình lắc ra mình mới lấy được cái kia ra ha. Thì bây giờ mình sẽ tháo đây, trên đây nó có hai ốc nè. Mình tháo ra luôn. Thôi cái lỗ này nó giống như là tháo hết tất cả các men luôn. Đây con ốc thứ ba. Đây thế này nè. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ lắc nhẹ. Mình các bạn sẽ dùng cái tay á. Ha, các bạn dùng cái tay các bạn đè một phần chấu, thứ hai nữa là chúng ta sẽ lắc nhẹ. Đây, sau khi lắc nhẹ thì chúng ta sẽ gỡ được cái bo. Sau khi các bạn mở bên kia ra ha, thì các bạn sẽ thấy thế này. Các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái nùi dây, nhưng mà đây sợi dây nó rất là ngắn. Để mình coi thử có bằng cách nào để mình lấy nó ra cho nó dễ hay không. Ở phía sau đây nó có hai con ốc nữa nè. Phía sau này nó có hai con ốc để nó bảo vệ cái sợi dây này á. Thì tháo ra luôn ha. Ở đây nó có một cái chốt. Ở đây cái chốt điện thôi, nó giữ cái này thôi. Thì bây giờ mình sẽ tháo này ra.
mục đích tháo này ra là sau đấy chúng ta đã tháo được cái này ra nè ha. Bây giờ đã tháo này ra, bây giờ chúng ta sẽ rút. Đây, bạn thấy ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ rút mấy cái sợi dây điện này ra nè. Thì đây nó có mấy cái chốt thôi, chúng ta sẽ rút ra. Đây. Cái dây này là nó sẽ truyền qua bên main nè. Rồi ở đây là như dây cung cấp nguồn thì phải. Đây mình mở này ra luôn nè. Lấy cái tu vít á, mình nạy dưới đây ra, mình nạy như vậy ra. Rồi nó sẽ ra thôi. Đây. Còn đối với cái này là các bạn lấy thì cẩn thận chút, các bạn sẽ lấy ấy ha. Chúng ta đừng có giật, đừng nắm cái sợi dây này. Tại khi cái sợi dây này á, nó rất là mau giòn, nó dễ giòn lắm. Do đó là chúng ta sẽ lắc ra như này. Chúng ta cũng lấy kềm đây nè. Có cái nó ra nè. Chúng ta lắc nó nhẹ ra đây. Đó. Đây. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã tháo được cái bò ra rồi ha. Đó. Tháo được cái bò này. Thì cái bò này anh Hiếu đã cho mình đã thấy chỗ anh Hiếu về rồi. Đây. Thì chúng ta sẽ thay cái bò này vào. Thì đó, thì chúng ta cũng sẽ thay sợi dây điện. Ở đây thì nó đã có cái sợi dây của cái cáp này, thì bây giờ mình không cần cái cáp này thì mình sẽ rút cái cáp này ra nè. Rồi mình sẽ rút cái dây ấy này ra luôn. Rồi mình sẽ gắm cái dây vô này vô nè. Rồi mình sẽ gắm cái sợi dây nguồn này vô nè. Cái này vô mình đè vô, mình đè cho nó khít mối nha. Chúng tôi nó lỏng là nó cũng báo lỗi á. Rồi chúng ta gắn sợi này vô. Rồi phía này, ở phía đây thì chúng ta sẽ gắn này vào. Đó. Chúng ta nhớ gắn mạch điện vào ha. Rồi như vậy thì ở đây cái này là nó vừa xong đúng không, nó tạm thời nó vừa xong thì chúng ta sẽ đưa vào phía bên kia, đưa vào phía bên đây. Đây chúng ta sẽ đưa vô cái khe này, nhưng mà cái khe này các anh chị đưa thì nó hồi nãy là cái phần bên đây, cái phần của cái main phía sau á thì nó là sau cùng, nên là do mà nó thì bây giờ mình sẽ phải gắn trước ha. Rồi bây giờ mình sẽ cố định lại cái phần dây điện phía đây thôi. Đây. Thì ở đây mình sẽ cho cái này nó ra trước này, cho nó ra đây để mình sẽ đưa cái phần nối giữa cái main phía sau này ha. Mấy cái main này thật chắc là mình cũng chả biết gọi là gì hết, mà chỉ nói phía main trước main sau thôi ha. Thì ở đây nó có cái đầu nối vô trong đây, thì nãy nó có đầu nối đúng không, thì bây giờ mình sẽ đưa vào cho nó, đưa này ra thì để cho nó nối vô cái khe này đây nè. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái tay ha, dùng cái tay này mình sẽ cho nó khít vào thì nó sẽ khít vào thôi. Rồi đến đây là ở phía phòng phía sau nó đã ổn ha, nó đã ổn thì bây giờ chúng ta sẽ đưa vào, chúng ta gắn mấy sợi mấy cái mặt cái ốc hồi nãy mà mình tháo ra. Thì đây con ốc, đèn ốc, đây có con ốc rồi. Đây nè, các bạn thấy là ở đây nó cũng chỉ gá thôi nha, nó chỉ gá vô thôi. Khi nào mà canh chỉnh hết mấy cái lỗ ở trên này là mình mới ấy nha, mình được cái dạng kính cứng quá trước, tại vì khi mà nó cứng quá trước thì nó sẽ xéo những cái lỗ trên đây thì mình sẽ dặn rất là khó. Rồi tiếp đến chúng ta sẽ làm đưa cái nắp ốp này vào nè. Rồi bây giờ chúng ta khi mà xong hết rồi thì nó vô khớp hết rồi chúng ta mới dặn cứng. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại lần nữa ha. Rồi trên đây chúng ta nhớ là khi gắn cái nắp ốp sắt này vào là chúng ta sẽ gắn luôn cái chốt điện trên ha.
Bây giờ mới gắn chút điện vô nè. Đấy. Rồi chúng ta gài cố định lại sợi dây điện. Rồi tiếp đến là nó sẽ có một cái miếng bảo vệ. Đây. Đây miếng bảo vệ này thì chúng ta sẽ đưa cái miếng bảo vệ vào để chúng ta ấy ha. Thì đây nó như thế này. Có hai cái mấu mấu chốt cái này đó. Rồi chúng ta sẽ đưa xuống thôi. Thì mình sẽ gắn lên ha, mình sẽ siết ấp thôi. Rồi. Như vậy là cái phần ở phía sau là chúng ta đã xong, chúng ta không động tới nữa thì chúng ta sẽ đưa này vào ha. Để đưa này vào ha. Thì tạm thời chúng ta sẽ cài một góc này lại để cho nó giữ cái tấm sắt này chúng ta dễ làm ha. Rồi sau khi chúng ta ốp cái miếng sắt này ha, chúng ta cố định lại cái miếng bó cái bóc này cho nó. Thì bây giờ ở phía sau đây hồi nãy mình thấy nó có một cái miếng bảo vệ chút khúc chỗ này nè ha. Thì bây giờ mình sẽ bỏ vô thôi. Đây hôm nay nó có mấy cái chốt nè, nó có tôi kêu cố định cái chốt ha. Thì chúng ta chỉ cần đưa cái chốt vào thôi. Thì đó nó như thế này. Đất nó làm này ra để nó khi mà chúng ta đẩy ra để vô thì nó khỏi liên quan tới mấy cái chỗ rắc điện nữa. Và khi các anh chị tháo ra, các anh chị làm phía bên đây này, thì các anh chị chú ý cái me này nha. Chúng ta lỡ đụng mà chúng ta gạt hư mấy cái gãy mấy cái con sò của nó thì hơi bị mệt. Cái me này là tính ra giá thị trường này là cũng hết 1.6-1.7 gì đó. Rồi. Rồi bây giờ tiếp đến á là chúng ta sẽ cố định lại những cái ốc trong cái bò này. Chúng ta sẽ dặn nó ốc thôi. Bây giờ nó rất là chắc chắn rồi đúng không? Rồi bây giờ tiếp đến là chúng ta sẽ gắn cái sợi dây điện này vào. Rồi chúng ta sẽ gắn sợi dây điện. Thì ở đây các bạn sẽ thấy gắn ở trong trước ha. Thì chúng ta nãy đây nó có dây màu đỏ nè, dây màu trắng. Thì ở đây nó có cái dây này đầu tiên thì các bạn sẽ thấy nó có cái khớp này. Thì chúng ta sẽ gắn vào trong cái khớp này nè. Rồi. Tiếp đến là cái sợi dây màu trắng ở trên thì chúng cái dây đầu trắng nè nha, dây đầu trắng đỏ đen á thì chúng ta sẽ gắn ở trên. Rồi tiếp đến là cái dây này thì chúng ta màu đỏ nó sẽ đi theo với màu đỏ phía dưới. Rồi tiếp đến là hai sợi dây này nè. Hai sợi dây nó để nó cấp nguồn ha. Thì một cái ở trong thì chúng ta sẽ gắn vào thôi. Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ gắn. Rồi các anh chị nhớ là làm tới phần nào thì chúng ta gắn sợi dây điện luôn. Chứ không thôi chập nữa chúng ta sẽ quên ha. Chúng ta sẽ rất là dễ bị quên. Khi mà chúng ta nếu mà các anh chị mới lần đầu tiên mở ra giống như mình đây thì nó sẽ hơi lủng củng những cái các bước mở, nhưng mình nghĩ là sau khi mình mở một lần rồi thì lần thứ hai mình sẽ quen thôi ha. Rồi bây giờ ở đây các bạn sẽ thấy hồi nãy nó ở bên kia nó sẽ có một cái thanh ram nữa này. Ở đây thấy một con ram, thanh ram bên đây thì mình sẽ mở thanh ram này ra nè, mình ráp ra, mình ráp qua cũng y vậy luôn. Các anh chị ráp theo cùng chiều ha. Rồi tiếp đến là cái phần này ha, đây cái phần này nè. Thì nãy mình lấy ra lần thứ hai thì bây giờ mình sẽ mở, mình sẽ đẩy vô, mình sẽ cắm vào. Thì trong cái nó có cái khắc theo là các bạn chỉ cần giữ theo cái khắc đó, các bạn đẩy vào thôi, các bạn không giữ cái mềm, các bạn sẽ đẩy nhẹ nhàng vào nha. Chúng ta không làm thô bạo thì nó sẽ ảnh hưởng sợ nó tụt cái mềm sao. Thì đây nó có hai ngóc thì chúng ta sẽ dặn vào thôi. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ lắp cái bộ phận này vào ha. Bộ phận này thì cũng đơn giản thôi. Bây giờ cái phần nối này nè, mình sẽ gấp nối là lắp này vô. Đây cái mấu chốt chỗ đây thì ở đây nó có cái mấu chốt này nè. Mình sẽ đưa vào, nhưng mà ở đây nó có hai cái khoe này, hai cái cố định thì mình sẽ đưa như thế này. Ha, đó mình đưa vào thì nó sẽ giữ chân hai cái khe. Cái me này nó đi sẽ đi vào hai trong cái miếng đồng này nè. Rồi chúng ta sẽ đẩy đều vào nha. Đẩy đều vào thì trong quá trình đẩy á, thì chúng ta cũng lấy cái tay chúng ta giữ cố định để cho nó ấy, rồi sau đó chúng ta sẽ lắc nhẹ nhàng để cho nó đi vào khớp nè. Đó. Sau khi lắc nhẹ nhàng thì các bạn thấy đây là nó đã khớp rồi nè. Nó khớp, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cố định cái phần
của cái bộ main này, bao gồm là giữa cái hai cái RAM, thanh RAM. Đây là cái bộ phận của main là RAM với lại là thẻ nhớ, với lại đây con toner nè. Ha, nếu con này gọi là cái con châm pin á, đây là con này, con châm pin ha. Rồi bây giờ mấy con ốc này thì đơn giản rồi, mình sẽ chân cố định nó vào thôi, nó đúng vào là được. Đây trên đây hai con này, dưới đây con này là ba con ha. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ lắp cái phần dưới đây vào thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cố định mấy con ốc của cái ở phía bên đấy thôi. Rồi như vậy là các bạn thấy là những cái thao tác mình nghĩ nó cũng khá là đơn giản đó các bạn. Theo dõi hết cái video clip này ha, thì các bạn có thể nếu mà lần đầu tiên á, thì các bạn cứ từ từ các bạn mở từng bộ phận, tại vì những cái bộ phận này nó thường thường nó sẽ liên quan với nhau. Và khi mà mấy cái máy của bạn gặp tình trạng mà nó khi mà nó nóng lên nó sụp nguồn và nó sẽ nghe cái tiếng cà tặc, nó giống như là nó muốn khởi động lại nhưng mà khởi động không được. Và khi đó là cái màn hình của các bạn nó sẽ báo cái lỗi SC818, thì các bạn sẽ nghĩ ngay tới cái lỗi do cái main xử lý ổ cứng ha, main xử lý ổ cứng. Nếu cái lỗi này mà các bạn gặp tình trạng này, các bạn có đồ các bạn thay liền thì các bạn thay, còn nếu không thì các bạn cứ để máy nó nguội, các bạn bật quạt lên cho máy nó nguội, thì nó nguội rất là nhanh thôi. Mình nghĩ bật quạt cho nó làm mát cái bóc này nè, thì mình nghĩ nó nằm tầm khoảng 3 phút 5 phút thôi là các bạn khởi động lại, các bạn chạy bình thường. Nhưng mà khi đó mình nghĩ là các bạn khi mà chạy được rồi thì các bạn cũng nên hỗ trợ quạt để cho nó làm cái mát cái bóc này. Thì cái lỗi này là do là cái nhiệt độ quá nóng nên nó sẽ gây ra cái tình trạng đó. Rồi lần đầu tiên mà mình thay cái men xử lý cái ổ cứng, nói chung là tháo ra thì mình thấy nó cũng hơi cầu kỳ, nhưng mình nghĩ là theo thứ tự thì mình nghĩ nó cũng đơn giản thôi. Khi các bạn mà mở ra một lần rồi thì lần sau các bạn chỉ cần là rất là nhanh các bạn có thể thay thế được cái này. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là kết thúc, hy vọng các bạn xem hết video thì các bạn biết được cái lỗi nó sẽ gây ra cái gì, SC818 thì mình phải thay thế nào và cách xử lý của nó ở với cái tình trạng mà chúng ta chạy hàng gấp thì chúng ta để nguồn máy và sau đó chúng ta bật quạt cho nó, sau đó chúng ta khởi động là chúng ta làm. Còn khi nào nó liên tục như thế này thế đó, nó báo lỗi liên tục thì các bạn nên mua cái men này về các bạn thay. Nếu các bạn không có chỗ nào mua thì các bạn cứ liên hệ chỗ anh Hiếu, mình sẽ để cái điện thoại, số điện thoại ở phía dưới cái phần bình luận để cho các bạn liên hệ với ảnh, các bạn đặt hàng ha. Nếu các bạn yêu thích kênh Pado Official thì các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình có những trong quá trình vận hành máy mình có những gặp những cái lỗi gì mà nó hay thì mình sẽ chia sẻ đến cho tất cả các bạn. Và các bạn nhấn vào biểu tượng quả chuông khi mình chia sẻ video mới lên thì các bạn có thể theo dõi ngay được cái video của mình ha. Nếu các bạn yêu thích thì các bạn hãy like và share để cho mọi người cùng theo dõi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Bye bye.